bạch hầu hay còn gọi là lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn mycobacterium tuberculosis gây ra để phòng ngừa bệnh bạch hầu có một số biện pháp chính sau đây tiêm chủng vaccine phòng bệnh lao bcg vaccine bcg là biện pháp phòng bệnh hiệu quả được sử dụng rộng rãi ở các nước có nguy cơ cao về bệnh lao vaccine giúp giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn và phát triển bệnh bạch hầu tuân thủ các biện pháp vệ sinh cá nhân đây là biện pháp quan trọng nhất để ngăn ngừa lây lan bệnh lao bao gồm rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước nắm bắt kỹ thuật ho hạn chế phát tán vi khuẩn qua hơi thở đeo khẩu trang khi điều trị cho người bệnh lao phát hiện sớm và điều trị kịp thời việc phát hiện bệnh sớm qua các phương pháp xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh sau đó điều trị bằng kháng sinh có hiệu quả cao là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây lan của bệnh điều trị đầy đủ và tuân thủ điều trị nếu bạn hoặc ai đó bị bệnh lao việc tuân thủ toàn bộ liệu trình điều trị là cực kỳ quan trọng để ngăn ngừa sự tái phát và lây lan của vi khuẩn kiểm soát lây lan trong các cộng đồng và gia đình đặc biệt là trong các môi trường có nguy cơ cao như các trại tị nạn các nhóm có nguy cơ bị bệnh cao hơn như người nghiện ma túy cần thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu hiệu quả giám sát và nghiên cứu theo dõi giám sát dịch tễ học và nghiên cứu khoa học về bệnh lao giúp cải thiện các chiến lược phòng chống và điều trị. Tóm lại, phòng ngừa bệnh bạch hầu là một công việc phức tạp yêu cầu sự hợp tác giữa các cá nhân, cộng đồng và các cơ quan y tế. Việc thực hiện các biện pháp này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và gia tăng khả năng kiểm soát bệnh bạch hầu hiệu quả. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng